Chào mừng bà con trở lại channel HG Vlog nha. Hôm nay mình với anh Tám sẽ đi làm một chuyến sinh tồn ở biển nha mọi người. Đây, chào mọi người, anh Tám ơi. Đây là đã tới điểm biển rồi nha. Hai anh em đang trên con ghe huyền thoại của mình. Đây là biển, còn dưới kia là cối gì? Cái quạt điện không Tám? Quạt gió sản xuất điện gì đó. Này là của Bến Tre nha. Còn ở đây là của Tiền Giang mình bên đây nè. Xa xa là mấy chiếc te nó chạy các kiểu đó, đã không? Đây là mình Tiền Giang nè, ra tới cửa biển rồi. Tối đêm nay hai anh em mình sẽ sinh tồn ở trong này, ở cục lá này nha. Rồi anh em chuẩn bị chờ xem tối nay cái anh em mình sẽ sinh tồn kiểu gì trên đây nha. Rồi, hiện tại thì trời cũng tối này. Tại giờ to trời tối rồi mà nước cạn quá trời thì mình sẽ đi lên bãi mình xem có gì mọi người. Mình bắt được con nè. Mà con này con ốc cao. Ốc cao này là có con rồi, thôi thả mình không bắt đâu. Có con rồi. Mình sẽ tiếp tục đi theo cái bờ biển này coi có con gì không. Ủa con gì lạ lạ nè. Ủa ốc mượn hồn mọi người ơi. Bắt chơi. Cái gì đây? Đồ đồ cổ các bạn ơi. Không biết tối đi dọc theo bờ biển thì có cái gì hay không. Trời quá trời ốc mừng hồn luôn. Trời ơi vỏ gì quá trời luôn mọi người, không biết có luôn. Đây có con ốc cao nè. Cao mà kiểu như nó bị con ốc mượn hồn nó lên lụm rồi. Trời ơi, một em bị quánh cù tèo rồi. Em không biết em gì luôn. Ôi có ốc cao mọi người ơi. Đây, mình phát hiện một con ốc cao nha, đây là ốc cao nha. Để mình đi vòng vòng xem còn con gì hay không nha mọi người. Ở đây con ốc gì, cái này gì quá trời, nó bám vô này là gì kỳ tay. Không biết này gì luôn. Này cái gì mọi người biết, mọi người thông tin cho mình biết nha. Comment chứ. Rồi đây là con ốc ốc gai nha. Là một ốc gai lụm luôn. Gì mà khổ dữ nè, con gì bám tùm lum quá trận ốc con luôn. Thôi thả lại đi. Nguyên một cái chùm gì luôn, không biết con gì luôn. Trời ốc cá. Trời ốc gì quá trời nè. Ốc gai quá trời luôn. Bắt số con, chờ lại số con này. Ngoài kia ông Tám ông xịt vô rồi sáng trưng. Có mấy con à. Rồi còn con này con gì, lỗ một ốc quá trời bự luôn. Không biết con ốc gì luôn. Tậm luôn. Ồ đây được một con ốc cao mọi người. Trời ơi. Trời ốc cao nó nằm đó núp dưới cát nha. Con này con gì không biết con gì luôn. À con này là một con ốc mượn hồn mà cái con ấy nó bu lưu luôn nè. Thả đi. Còn con ốc này ốc gì mà nó ngộ ngộ vậy ta. Con ốc này ốc gì mọi người biết, mọi người comment giúp mình nha. Mình không biết con này gì luôn. Trời ơi ốc cao mọi người ơi. Ốc cao bự. Cô Lý vô kèo rồi. Gì lạ ta. Con này có ốc hương ốc gì á. Nè mọi người thấy không? Được một con nữa. Đó ốc cao. Đó, ốc cao bò. Ốc cao. Ốc gì đây, một con ốc gai thôi bỏ luôn. Công nhận mấy con ốc cao này nó tinh vi thiệt mọi người ơi. Nó bự mà nó nằm rất là như cát không à. Ồ cá đóng luôn mọi người. Ở bên kia gần luôn kìa. Này nữa nè.
con này thì mang trứng rồi, thôi thả lại đi, mang trứng mình không bắt đâu. Mùa này mùa trứng nữa vậy nè, đây một con mang trứng nữa nè mọi người. Ôi, mang trứng mình sẽ không bắt nữa. Một con ốc hương à. Lại một em nữa. Mình sẽ đi cặp mé thử thử coi có cái gì đặc biệt nữa không nha mọi người. Ô đây chủ yếu ốc cao không à. Đây nè, đây một con ốc cao nữa nè. Cái bãi này trúng ốc cao à. Ôi, gió sò, gió tùm lum la luôn. Trời ơi, một con cá gì nó nằm, nó bị hy sinh, nó nằm đây. Cái gì vậy ta? Không biết con cá, hình như có cá lù đù vậy á. Mà kế bên nó quá trời ốc con luôn nè. Mọi người thấy không? Con này chắc còn ăn được á, nhưng mà thôi, mình để lại. Ngoài kia ông Tám chuẩn bị vô ghe mình đậu ngoài đó nha mọi người. Nó chớp chớp á. Ông Tám đang chuẩn bị vô kiếm đi bắt mình nè. Trời ơi, đây giỏ gì quá trời luôn mọi người thấy không? Trời ơi, con này con gì? Con này là một con sứa biển á, con sứa con gì trời ơi. U. Mọi người thấy không, mình chọc vô cái nó xì ra nè. Trời ơi, con này con gì la? U sứa. Mình chọc vô cái nó xì ra. Mình lỡ cái tay mình chọc nó xì bể luôn rồi. Quá trời vỏ lắm. Vỏ nhiều luôn, này phải có nhiều bự vậy là vô mánh luôn mọi người. Bãi biển này về chắc chắc ốc cao không quá. Ngoài ốc cao chắc không còn nhiều quá. Mình sẽ cố gắng đi một xíu nữa xem sao có con gì khác không. Trời ơi, con này con gì vậy? Trời ơi, ốc gai mà kiểu như bị con ấy nó mượn hồn, con ốc mượn hồn nó đậu vô, nó ở bạ vô. Ồ, cái vỏ sù huyết chà bá luôn. Có cái hang gì nè mọi người, để mình coi hang gì đây. Ngồi chất lớp luôn. Đây có hang gì nhỏ nhỏ lừ vậy ta. Ồ, chất lớp luôn rồi. Quá trời cao luôn. Chúng ngộ. Có không Tám? Quá trời cao các bạn ơi. Không, nó là nằm ở sát sát với quá trời này. U là trời. Rải ốc ở đây vậy ta. Đây ốc cao mọi người. Lự đầu ốc tơn. Nằm là sâu sâu xíu ở dưới đất ạ. Nãy giờ bắt có gì không? Sao tự nhiên tới chục này nhiều dữ vậy ta? Chục ổ nè. Gì ăn? Cao anh ơi. Nó bắt cao hả? Ồ, coi nãy giờ bắt được nhiều chưa? Nãy giờ anh bắt nhiều chưa? À, được một bịch này nè mọi người. Quá trời luôn. Cho em coi cái thành quả của anh chị đó nha. Ờ, review thôi. Ồ, được con cua đá anh. Anh chị mới ra, tại vì nước mới vừa cạn ra, bắt được cua đá với một số ốc cao. Mình cũng đi vô để giờ. Ui, cái này là dụng cụ bắt hay gì vậy?
Cái này là để móc cua hả anh? Ồ, ngặt cái ta này là lạ ta. Có là mình thọt đụng vô là nghe cọp ha. Hay thiệt chứ. Thôi mình tiếp tục hành trình thôi mọi người. Hang gì vậy? Ồ, cuối hang này. Sao không thọt được không Tam? Hang gì lạ rồi ta? Ồ, có cái hang gì nhỏ quá mọi người. Ủa, hang gì vậy? Mà không có gì á. Cái ngát chắc luôn. Mà nó mới mà sao? Cái hang đã ghê mọi người nè. Vậy mà nó không có gì ta. Chắc nó đi nhiều quá. Hành trình đi sâu đêm. Đây nè, ốc cào ở tinh vi quá. Nãy bắt nó nằm trên bờ, giờ nằm đâu dưới đất không à. Mọi người thấy không? Ở dưới biển nè, khúc này quá trời ốc cao rồi. Nè mọi người thấy không, nằm đâu dưới vậy nè. Đó. Ồ quá đã. Vô mánh. Theo chân anh Tám nữa cái còn anh tập đây này. Nè mọi người thấy không, nè, nằm rất là khó phát hiện nha, không có giỡn nha. À, một con ốc cao nữa nè, đó. Còn con ốc này ốc gì mà nhỏ xíu la thôi. Vô luôn em. Trời ơi, khung con vậy. Nè, thấy không? Nằm dưới đất nè. Phải tinh vi quá. Hang gì nữa? Trời ơi. Trời, cái hang gì? Coi có ngách khác không? Tôi đang thọt vô đây. Tức lớp vậy nè. Hang quá trời hang nhỏ bạ không kìa. Nó bò nè, thấy không? Bò mà còn lặn thêm cục đất trên lưng nữa ai biết. Nè, nó bò mà nó để cục đất trên lưng nữa, thứ gì chịu nổi. Gì con gì lạ tại con này con gì kỳ dữ ghê tại con này con gì mọi người con này con gì lạ ta. cái gì ngộ ấy. Chơi này vui à, con này con giống cái con gì lạ lùng người ta không hiểu con gì luôn. Sau một thời gian mình đi review bãi biển thì mình bắt được một số con nha mọi người. Không biết ngốc này ngốc gì luôn. Này, ngốc gì cho bá lửa nè. Đó. Nè, tung tích. Nhỏ xíu à. Con này con ốc gì nữa. Trời, con ốc mượn hồn. Ốc gai. Còn tung tích nhỏ xíu thì thôi thả nó chứ. Làm gì. Ồ, mấy ngốc cao con nào nấy chào bá lửa luôn. Bự bằng ngón tay cái luôn nè. Thấy không? Quá trời luôn nè, ốc cao. Rồi đây là thành quả của mình đi bắt đêm nay nha mọi người. Xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh em nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.